Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, tôi tên là Đỗ Thị Lan, giáo viên trường Mầm non Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. Thưa quý phụ huynh, có một sức khỏe tốt thì việc tập thể dục rất là cần thiết. Chính vì vậy, hôm nay tôi xin chia sẻ hoạt động thể dục sáng dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi. Anh ơi, con đang làm gì đây? À, con đang chơi máy bay à? Đố con biết máy bay bay ở đâu nào? Ở đâu nhỉ? À, máy bay bay ở trên trời đúng không con? Hôm nay này mẹ rất thích chơi máy bay cùng với con đấy. Hai mẹ con mình cùng chơi nhé. Bây giờ hai mẹ con mình hãy thi xem ai phóng máy bay cao nhé. 1, 2, 3. Ôi, giỏi quá. Lại lần nữa nhé. 1, 2, 3. Ôi, cả bạn Ánh cũng cao thế. Này, cho con này. 1, 2, 3. Rất giỏi. Yeah. Con ơi, cái máy bay kêu như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, máy bay kêu. Hôm nay mẹ con mình cùng tập bài máy bay nhé. Giác hô hấp, hai tay răng ngang, miệng kêu ù ù nào. Ù ù ù ù. Rất giỏi, theo con gái con mình á. Động tác tay, máy bay bay, hai tay răng ngang. Máy bay bay. Máy bay bay. Bay 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 cao lắm. Bay bay bay. Rất giỏi. Động tác vụng lườn. Bay bay tìm chỗ hạ cánh, hai tay dang ngang, nghiêng người sang hai bên con nhé. Máy bay tìm chỗ hạ cánh nào. Máy bay tìm chỗ hạ cánh. Máy bay tìm chỗ hạ cánh. Máy bay của Ánh tìm được chỗ hạ cánh chưa? À, của mẹ cũng chưa được tìm được chỗ hạ cánh. Mẹ con mình cùng tìm nữa nào. À, mẹ đã tìm được chỗ hạ cánh rồi đấy. Động tác chân, máy bay hạ cánh. Hai tay ra ngang, ngồi xổm, đứng lên. Máy bay hạ cánh nào. Máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh. Rất giỏi, thưởng cho con gái điểm 10. Yeah. Con ơi, vừa rồi con tập cái bài máy bay con có thích không nào? À, bây giờ mẹ con mình hãy cùng tập một bài máy bay kết hợp với nhạc nhé. Con đồng ý không nào?
xem con gái con nè. Yeah. Con ơi, mẹ thấy hôm nay con rất là ngoan, mẹ có rất nhiều trò chơi muốn thưởng cho con đấy, con thích không nào? Yeah. Trước khi đi chơi thì mẹ con mình hãy làm chiếc máy bay bay nhẹ nhàng nhé. Con ơi, bây giờ mẹ con mình hãy cùng nhau đi chơi. Nhưng trước khi đi chơi thì con hãy nhặt chiếc máy bay và cất vào trong đồ cho mẹ nhé. Thưa các bậc phụ huynh, duy trì việc tập thể dục hàng ngày rất tốt cho cơ thể. Tôi mong rằng quý phụ huynh sẽ tập cùng các bé khi các bé ở nhà những bài tập thật đơn giản để nâng cao sức khỏe. Tôi xin chúc quý phụ huynh cùng các bé luôn luôn mạnh khỏe và an nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại.